Hai thì giới thiệu với mọi người, đây là một vườn tiêu nhá. Đây là cây ổi này. Đây, cây ổi đấy, đây là một cây ổi. Và mình thì đang đi trong vườn tiêu, và những vườn tiêu này thì giống kiểu bò bế á. Bây giờ nó ra hoa này. Đây, những hoa tiêu đây. Mình đang đi phía trong này như đi trong rừng rậm Amazon vậy ạ. À, mình đang đi sang thửa đầu số 5. Và đây là những cây tiêu ở trong vườn. Mình đi băng qua vườn đây cho nó mát. Đó. Đây những cái tiêu nó đang ra hoa này. Hoa tiêu đây ra muộn ghê á. Nhưng mà nhìn nó rất đẹp. Đó. Mình biết ở đường đi như thế nào, đây là lần đầu tiên mình đi. Đó. Đây là lối đi. À. Trời thì nắng, máy đi ở trong này thì mát mẻ chứ không. Cũng chả biết đường nào mà lần. Trong này có một số cái ổi ấy, nó mọc rái này. À thì ra là lối ở đây rồi. Những cái tiêu này thì được trồng ở trong trụ sống nhá. Đó, trên trụ sống nên là nó rất tốt. Nó rất tươi. Rộn tay mình nhìn vô những con rầy. Mình đang đi ra phía sau chuồng bò của nhà họ đấy. Đây. Những cái tiêu này. Đi rậm. Cổ. Wow. Thì ra là đây thửa đầu số 5 đây. Đây thửa đầu đây. Mình đang đi thăm cái thửa đầu này đấy. Đó. Thửa đầu này có vẻ mới ngắt tua đầu. Bữa nay đang ra hoa. Và phía trên kia thì nhìn nó không đẹp bằng phía ở đây. Phía dưới này đất tốt hơn. Đây có những cây ổi này, đó, đó là những cây ổi đấy, trời xanh đúng không? Trong vắt luôn. Đây, đây là bầu trời ở đây. Hôm nay trời rất đẹp.